một người thực sự có một cái cuộc sống riêng, đấy là cái mà điều mà Phúc Du sẽ đặt tiêu chuẩn cao nhất. Một cô gái có một thế giới riêng của mình. Cũng có nhiều người đẩy thuyền Phúc với chị Bích Phương. Phúc Du có người yêu chưa? Yêu bản thân mình có được tính không ạ? Ủa, như vậy thì gu của người yêu của Phúc Du là gì? Chắc chắn là với cá nhân Phúc thì Phúc nghĩ là một người thực sự có một cái cuộc sống riêng, đấy là cái mà điều mà Phúc Du sẽ đặt tiêu chuẩn cao nhất. Là tự lập, độc lập đúng không? Là một cô gái có một thế giới riêng của mình. Thì khi mà, bởi vì cá nhân Phúc Du cũng là một người kiểu cũng đi làm rất là nhiều, thành ra là nếu như mà là một cô gái mà cần nhiều cái sự quan tâm từ mình và gắn vào thế giới của mình thì nó sẽ bị cảm giác là nó sẽ khó cho cả hai. Tuy nhiên nếu mà cả hai người là có thế giới riêng, cuộc sống riêng và khi mà giao nhau cho dù chỉ là rất là ít thôi nhưng mà nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Thế là quan điểm của Phúc Du. Thì Phúc Du cũng là một nam ca sĩ mà có cái ngoại hình cũng khá là cá tính. Vậy cái điều này có gây cản trở gì với bạn trong quá trình mà mình tiếp xúc với một cô gái nào đó không? Hay là cô gái này thấy anh này ngoại hình đặc biệt quá, cá tính quá thì nhiều khi là sợ bạn này bận trợn quá hay là hung dữ quá nên tránh sao? Có bao giờ gặp trường hợp đó chưa? Chắc là có. Nhưng mà Phúc Du nghĩ là nếu mà ai thích thì sẽ thực sự rất là thích. Kể cả về âm nhạc của cá nhân Phúc Du cũng là mang một cái màu sắc như vậy. Đấy là ai mà đã thích thì sẽ rất thích. Nhưng mà ai mà cảm thấy có một chút rào cản hay là họ chưa kết nối được thì là không kết nối được luôn. Không kết nối được luôn. Và ví dụ như kiểu nhìn dâu quay nón ông này thôi là đã thấy ôi ông này ghê quá thôi. Không được thì cũng có một cái cảm nhận như vậy. Không biết là Khánh Nhi có phải là tiếp người bạn gái của Phúc Du không? Chia sẻ luôn được không ạ? Khánh Nhi em thấy sao? Em nghĩ là không đúng không? Chắc cũng là không đấy ạ. Thực ra là bởi vì là tức là với cá nhân Phúc Du thì cũng không phải là vì Khánh Nhi là một cô gái tồi tệ hay là có những cái điểm gì rất là xấu. Thực sự thì ở Khánh Nhi có một cái sự khá là trẻ trung, khá là tươi, khá là rất là nhiều năng lượng. Và với cá nhân Phúc Du thì lại là một chàng trai hơi hướng nội một tí, hơi khô một tí. Thế nên là nếu mà có khi va vào là nó lại thấy nhanh hết pin. Nhưng mà hai bạn chia sẻ ngày nay mới biết chứ xem MV suốt cái MV thì không biết đâu. Tại vì diễn quá hợp ý và ăn ý với nhau. Và từng hình ảnh, từng cái cử điệu của các bạn á rất phải nói là sao ta, rất là xuất sắc đi ha. Dành một mỹ từ cho hai bạn. Tiếp theo là ngày xưa cũng có nhiều người đẩy thuyền Phúc với chị Bích Phương, sau từ chối nhẹ nhàng thôi thì Phúc nghĩ như thế nào về điều này? Chung là mọi người luôn đẩy những quả kèo cũng khá là hiểm. Cũng rất là đáng sợ đấy ạ. Thực sự là mọi người cho những ghép vào những cái tình huống cũng khiến mình giật hết cả mình. Không biết tả nào hơn. Có thêm một cái câu hỏi nữa, khán giả đặt câu hỏi liên tục nha. Đâu? Trong showbiz, vậy trong showbiz có ai là mẫu người của Phúc Du hay không? Mẫu người con gái của Phúc Du hay không? chắc là khó mọi người ạ. Cũng không biết đâu. Nhưng mà có cảm nhận là với Phúc Du thì khi mà có một ví dụ có một người con gái không ở trong showbiz, không làm nghề chẳng hạn thì mình nghĩ là đấy là một cái nó sẽ cũng hợp với cá nhân Phúc Du hơn. Vì là có những cái mà khi mà người ta không phải là một người ở trong nghề thì mình nghĩ là có một cái góc nhìn và cũng như là có những cái mình có thể chia sẻ được và nó sẽ hòa hợp hơn chẳng hạn.